ta cùng đến với trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai giữa đấy rồi. Bầy yêu cảnh rừng đẹp quá. Đẹp tuyệt vời Tổ quốc ta ơi. Mắc ba le nhưng mà không. Còn lâu mới ăn hiêu tại S. Có phải đá về nhà. Úi dồi ôi, hai cánh rừng hai bên đẹp chưa. Vừa nãy có tên gì xét máy hơi ảo ảo. Vâng, nãy đánh với Nhãn Tử bài thì xấu ý và ra quần. Giờ gặp vâng con hàng Tiểu Lâm này. Bài đẹp thật. Trận trước là thế dòng quận của ngồi rồi. Trận này là gì thế gì đây. À, tiên ông trồng củ cải. Hay là La Hán đẩy xe bò. Vâng, Văn Lâm đang bảo thế ngư ông đắc lợi. Tôi không thể tưởng tượng được nó là thế gì. À có. À Văn Lâm là hệ hay đi massage. Nhưng mà thật sự là tôi không tưởng tượng được cái thế của Văn Lớp. Ngư ông đắc lợi là thế gì. Văn Lớp cái người dây dây đấy là hợp nhất cái thể loại gọi là khỉ leo canh trúc. Anh tưởng tượng con khỉ leo canh trúc như nào. Anh cứ tưởng tượng con khỉ leo canh trúc như nào thì đúng thế đấy. Châu chấu đá voi à. Vâng, một bãi quả phụ nữa thành như rẻ đồ ăn là tươi rồi. Bấy nhiêu quả phụ. Một bãi quả phụ 6 cây luôn. Ui dồi ôi, cánh những cánh rừng. Vâng, thế nhà là quá đẹp. Thế nhà thực sự đẹp. Ô hô, mày thế. Vâng, gặp hai sư tử. Đóng e chưa nhỉ? À đóng rồi, đóng rồi, đóng rồi, đóng xong rồi. Vâng, cập nhật một chút tình hình của cặp đôi Yugi và Chim Mệnh thì dường như là cặp đôi này đang có một chút thế gọi là tươi. Dường như đang chiếm được lợi thế trước cặp đôi của Team Thiên Vương 1. Bài quá đẹp, thực sự đẹp. Bài này lát nữa đánh tay to thì hãy bung về phía hướng hướng 6 giờ và ăn cánh rừng già mặt đằng đấy nữa. Bài quá đẹp. Kích. Vâng, 7 phút 23 với 25 dân. Vâng, còn nhiều chết hơi xa. Và tăng chủ động tăng speed game đó chia sẻ.
Nhà có lẽ là sẽ đóng gần với cái chiếc nhà BS ngoài cùng đan gỗ. Và những chiếc nhà E sẽ tôi nghĩ là sẽ đóng ở hướng 12 giờ xuống nhà của mình. Chia sẻ đang muốn ướm và đóng BM ở đây luôn sao? Trải qua 10 trận thi đấu từ đầu giải đến giờ thì chim sẻ trắng hiện tại vẫn đang có thành tích là bất bại 10-0. Vâng, lên đời rất sớm. Chỉ số vâng bên kia đánh 26 dân. Thế thì lên đời muộn hơn, chặt rồi bên mình là mình chia sẻ vâng 9 phút 48 à? Vâng, 9 phút 48 giây với 25 dân cộng 1 của xem. Hình ảnh của sẻ đó đâu trở lại rồi. Từ sáng giờ là chưa chưa trận nào ép như thế này đâu. Giờ mới được trận ép Bắc Bình này đấy. Hôm nay là chim sẻ đánh ép toàn sang 10 thôi. Bây giờ tôi mới thấy có một trận 25 cộng 1 9 48 mắc bêu. Cách nào không xem được ấy. Cách nào không xem được ấy nhỉ? Vâng, lên đời xong và 5 nhà BA sóc đều. Và với cái thế nhà và lực bại của chim sẻ. Vâng, đánh như này thì không biết là cái cửa có cái cửa gì cho Tiểu Lâm không nhỉ? Tôi là hiện tại là tôi chưa thấy có cái cửa gì cả. Thế tỷ số nào em? Vâng, đánh trận hả? Đời 2 sóc 3 con T. Gọi anh chưa gì chưa? Vâng, nghe đang vâng gặp phải một tình ca. Đánh solo xe tự do mà đời hai ông sóc 3-4 con tê. He đang phải gọi phiên dịch của mình ra để gọi trọng tài làm luật. Làm luật. Vâng, thế bảo gặp ông. Vâng, gặp ông tình ca. Đánh 40 dân à? Đánh 40 dân vẫn đang đời 2 ông hay ông sang thấy đời 2 để 3 4 con tê. Địa châu. Đánh ai rồi, đánh 40 dân thì không chưa vẫn chưa thấy lên đời 3 xong vẫn đang đẻ dân. Vâng, như vậy là Tiểu Lâm anh ta đã đi sai rồi và tỷ số vâng dâng ai nhớ mát à, vâng dâng năm cái nhà trước cửa nhà chim sẻ rất ghê. Vâng, bài đẹp quá. 2-0.